cơ sở cũ thì người ta đã làm hỏng, mình đâu có tâm lý mà muốn quay lại nữa đâu. Bảo hành ấy như nào thì chị cũng không muốn quay lại. Trước khi đến đây thì chị bị gặp tình trạng là túi cũ nó bị bao sơ, xa trễ, với bụng thì bị chảy xệ do sinh con nhiều rồi. Lần đầu tiên chị làm là năm 2016, thì cách đây khoảng 7-8 năm rồi. Người ta làm chắc là làm với cái túi ngực nó quá khổ so với cơ thể của chị ấy. Thế xong rồi nó mới làm xong rồi nó bị bao sơ luôn. Thì nó càng ngày nó tình trạng nó càng nặng, nó móp méo vào, nó kiểu biến dạng ấy. Nhưng mà bây giờ chị mới có cơ hội để làm lại. Đến bác làm cho chị treo xa trễ đường mỏ neo này, tạo hình thành bụng cắt da này, thì bây giờ chị thấy mọi thứ nó đều ổn. Ngực thì chị hài lòng, bởi vì là cái khe ngực nó rất là khít. Bởi vì trước khi làm thì chị yêu cầu bác là cái khe ngực nó khít cho chị, mặc dù là chị đặt size rất là nhỏ, chị đặt size có 2.5 thôi, nhưng mà bác vẫn làm được cho chị cái yêu cầu là khít khe, nên chị rất hài lòng. Chị đặt nhỏ như thế nhưng mà chồng chị bảo là vẫn to, vẫn thích nhỏ nữa. Bạn bè mọi người ai cũng nói là cái size ngực nó phù hợp với dáng người của chị rồi, vì người chị nó cũng nhỏ. Cơ sở cũ thì người ta đã làm hỏng, mình đâu có tâm lý mà muốn quay lại nữa đâu. Bảo hành ấy như nào thì chị cũng không muốn quay lại. Chị đã tư vấn ở một vài chỗ khác, đặt cọc ở chỗ khác để làm rồi, nhưng cuối cùng chị nghe một người em, người bạn ở trên Hà Nội này, người ta đã từng làm ở những cái cơ sở chị định làm đấy, kết quả đều không tốt ấy. Tại vì người ta cũng làm về thẩm mỹ, làm đẹp, thì ta có nhiều khách hàng ấy. Thế là khách hàng người ta làm ở bên mình thì người ta thấy đẹp, kết quả thật ấy, thấy đẹp thì người ta có thể giới thiệu với chị. Thì chị cũng liên hệ bên mình tư vấn, thì chị thấy hợp lý thì chị làm luôn. Nói chung là rất cảm ơn bác vì làm cho chị được ra một kết quả bộ ngực là chị rất là hài lòng. Bởi vì là cái số tiền bỏ ra không nhỏ, nếu mà cái kết quả nhận lại mà nó lại như lần trước thì chị cũng không biết đi tìm đến đâu nữa. Đấy là chị rất là cảm ơn bác vì làm cho chị cái bộ ngực tự chị cảm thấy hài lòng, và mọi người cũng khen ngợi ấy, là cái bộ ngực của chị là rất vui. Khuyên là ai mà đã từng sinh con đẻ cái này, hay là ngực mà bị xa trễ thì nên đến bác Sơn tư vấn, bởi vì là chị thấy là bác là rất ok trong cái vấn đề làm trong ngực xa trễ này.